Là môn thể thao còn khá mới mẻ tại Việt Nam, dance sport đang phát triển mạnh mẽ và dần khẳng định được tiềm năng của mình trong những năm qua. Là môn xã hội hóa với sự đầu tư rất tốn kém, nhưng bộ môn này vẫn nhận được nhiều sự yêu mến của các bạn trẻ cũng như nhiều bậc phụ huynh. Dance sport Việt Nam ngày càng phát hiện nhiều hơn nữa những vận động viên tài năng có thể cạnh tranh ở những đấu trường quốc tế. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu với quý khán giả và các đồng chí cặp đôi đầy tiềm năng hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong thời gian tới của Dance Sport Việt Nam, đó là Phạm Minh Thanh và Nguyễn Linh Anh. Đã thành thói quen, sau mỗi giờ lên lớp, Minh Thanh và Linh Anh lại có mặt tại Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao Hà Nội để chuẩn bị bước vào buổi tập. Không giống như đa số các cặp đối tác, hai vận động viên trẻ này đều sinh sống, học tập tại Bắc Ninh và đều đi về trong ngày giữa hai địa điểm cách nhau vài chục km. Điều đó phần nào cho thấy được tình yêu và đam mê của Minh Thanh và Linh Anh với dance sport lớn như thế nào trong suốt những năm qua. Chẳng thế mà dù chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên, nhưng cặp đôi này đã gặt hái được không ít thành công ở các giải đấu trong nước cũng như quốc tế. Trong đó nổi bật nhất có thể kể đến như vô địch toàn năng 5 điệu Latin lứa tuổi 12, 13 và 12 đến 15 của giải Hồng Kông mở rộng 2023, vô địch toàn năng 5 điệu Latin thiếu niên giải King's Cup Thái Lan mở rộng 2023. Điểm mạnh nhất của Minh Thanh và Linh Anh là sự ăn ý, hiểu nhau do cùng sát cánh từ năm mới lên 7 tuổi. Hiện cả hai là cặp đôi đầy hứa hẹn của Dance Sport Hà Nội cũng như Dance Sport Việt Nam. Xin chào các khán giả của Thể thao Sức Sống và Đam mê. Hiện tại thì Phương Anh đang có mặt tại một buổi tập của đội tuyển khiêu vũ thể thao Hà Nội. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai gương mặt tuy còn rất trẻ tuổi, nhưng các bạn đã mang về rất nhiều thành tích cho khiêu vũ thể thao Hà Nội nói riêng và khiêu vũ thể thao Việt Nam nói chung. Xin được giới thiệu cặp đôi Minh Thanh và Linh Anh. Câu hỏi đầu tiên có lẽ là chị sẽ hỏi Linh Anh trước nhé. Chị được biết là hai bạn sinh sống và học tập ở Bắc Ninh. Và thường ngày thì các bạn thường xuyên lên Hà Nội để tập luyện khiêu vũ thể thao đúng không? Vậy thì cái công việc này hàng ngày nó diễn ra như thế nào? Nó có quá bận rộn với hai bạn không? Với em thì cũng khá là bận rộn, tại vì em phải rời khỏi nhà lúc 6 giờ sáng và khoảng 11 giờ đêm em mới được về nhà. Có nghĩa là cả ngày em sẽ sinh hoạt ở bên Hà Nội, sau đó đêm em lại về bên Bắc Ninh. Và ngày nào cũng thấy lặp đi lặp lại đúng không? Thế còn với Minh Thanh thì sao? Cái việc mà hàng ngày em vẫn phải đi học này, bài vở cũng rất nhiều và mình lại lên Hà Nội để tập khiêu vũ thể thao thường xuyên nữa, thì em có cảm thấy có gì đấy mệt mỏi hay là nó có quá chiếm nhiều thời gian của em không? Tại vì em theo từ bé này là bây giờ cũng dần quen rồi. Thế là mình quen với cái tần suất là ngày nào mình cũng di chuyển và tập luyện nhiều như thế đúng không? Chắc chắn là để theo được bộ môn khiêu vũ thể thao lâu như thế và mình phải đáp ứng một cái thời gian bận rộn hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều, thì hai bạn sẽ phải có cái tình yêu rất lớn với khiêu vũ thể thao. Thì Linh Anh có thể chia sẻ nhiều hơn một chút cho các quý vị khán giả là cái tình cảm của em đối với cái bộ môn này như thế nào? Từ trước đây, trước khi mà em bước vào bộ môn thì em cũng chỉ có cái gọi là tham gia để cho nó khỏe mạnh hơn. Nhưng mà khi tham gia thì em thấy bộ môn này nó khá là hay và khá là phù hợp với cá tính của mình. Nên là nếu như cái khoảng thời gian đấy em mà nghỉ tiếp xúc với bộ môn này thì em thấy nó khá là trống vắng và kiểu rất là thiếu đúng không? Buồn, nó khá là buồn. Thế còn với Minh Thanh thì sao? Cái thời gian đầu tiên khi mà em bắt đầu làm quen và đến với khiêu vũ thể thao thì như thế nào? Em có thể chia sẻ từ những cái thời gian mà mình bắt đầu tiếp xúc với bộ môn này không? Bố mẹ cho em đi tập từ lúc 5 tuổi. Thì lúc ấy bố mẹ chỉ cho đi tập cho khỏe thôi. Thì tập dần dần thì cũng thích. Và ban đầu là mình tập ở Bắc Ninh đúng không? Vâng. Xong rồi tập dần dần cũng thích thì lớn lên mới sang Hà Nội tập. Minh Thanh và Linh Anh có nhớ chính xác cái thời gian từ khi nào mà mình bắt đầu có cái suy nghĩ là mình sẽ theo đuổi cái bộ môn này và trở thành một vận động viên chuyên nghiệp không? Từ lúc đầu nhảy với nhau là gia đình hai bên cũng đã kiểu như là xác định là đi thi với nhau khá nhiều giải và xác định là đầu tư cũng nhiều ấy ạ. Nên là hai bạn cũng khá là hiểu nhau để mà nhảy với nhau. Bọn em nhảy với nhau cũng được khoảng 7 năm rồi. 7 năm. Và mình tập với nhau từ năm bao nhiêu tuổi? Rất là bé đúng không? Vâng. Bây giờ không nhớ chính xác được là tầm khoảng 7 tuổi ạ. 7 tuổi. Lớp 2. Và cho đến bây giờ. Nên là kiểu bọn em cũng xác định với nhau từ đầu là sẽ tập luyện dài nên là cũng đi đến được bây giờ. Ừ, nghĩa là từ ban đầu là từ cái định hướng của bố mẹ đúng không? Lựa chọn bộ môn này cho mình tập luyện để khỏe và vui hơn, và sau đó thì hai bạn cũng xác định là mình sẽ đồng hành với nhau để trở thành một cặp đôi và thi đấu chuyên nghiệp đúng không? Vậy thì cái thời gian mà mình dành rất nhiều cho khiêu vũ thể thao, tập luyện rồi thi đấu, và các bạn còn đi nước ngoài tập huấn rất là nhiều nữa đúng không? Cái việc này nó có ảnh hưởng đến công việc học tập của hai em không? Khi bọn em đi thi đấu thì cái việc nghỉ học của bọn em nó cũng diễn ra khá là nhiều và thường xuyên. Nó sẽ khiến bọn em bị chậm bài ở trường, nhưng mà vì một phần cũng là do em học ở trường quốc tế nên là cái việc mà chậm bài thì thầy cô sẵn sàng và các bạn cũng sẵn sàng giúp đỡ khi mà kiểu mình không hiểu. Bên cạnh cái việc là hai bạn phải luôn luôn cố gắng và luôn luôn sắp xếp cái thời gian của mình để có thể vừa tập luyện, thi đấu tốt mà vẫn đảm bảo cái công việc học tập, thì chắc chắn là phải có sự giúp đỡ và đồng hành từ gia đình và đặc biệt là bố mẹ đúng không? Thì Minh Thanh, em có thấy là cái việc là các em theo đuổi bộ môn này chiếm rất nhiều thời gian và thậm chí là cả tiền bạc nữa, thì em có thấy là bố mẹ khá là vất vả để cho mình có thể theo được cái bộ môn rất là bận rộn này không? Có, một lần đi thi đấu thì cũng có bố mẹ đi theo. Bố mẹ theo cùng cả những thời gian mà bọn em đi tập huấn và thi đấu luôn. Em cũng nghĩ là bố mẹ cũng vất vả. Thế còn Linh Anh thì sao? Em nghĩ là cái vai trò của bố mẹ như thế nào để cho các em có thể tập luyện được bộ môn khiêu vũ thể thao và theo đuổi nó đến bây giờ, cái thời gian rất là dài rồi? Cái công lao của bố mẹ em khá là lớn, tại vì là gần như tất cả các số tiền tập luyện thì đều là từ bố mẹ em tài trợ để có thể đi tập huấn các nơi hoặc là đi thi đấu các nơi không phải Việt Nam. Nếu mà đi tập huấn ở trong châu Á thì lâu nhất có thể là tầm một tuần thôi, và bọn em sẽ đi là cả thi đấu và cả tập huấn. Còn nếu mà đi châu Âu thì bọn em sẽ mất tầm khoảng nửa tháng để cả tập huấn và thi đấu ở bên đấy luôn. Nghĩa là tất cả những cái chuyến đi đó là các em luôn luôn có sự đồng hành của bố mẹ luôn. Vậy thì trên cái con đường mà để mình theo đuổi bộ môn này và trở thành một vận động viên chuyên nghiệp thì Minh Thanh đi, em nghĩ những yếu tố nào cần thiết nhất để cho các em có thể trở thành một cặp đôi chuyên nghiệp, thi đấu chuyên nghiệp bộ môn này? Để trở thành một cặp đôi chuyên nghiệp thì chắc là cần kiên trì. Yếu tố đầu tiên là kiên trì. Thế còn yếu tố tiếp theo là gì? Tiếp theo là hai bạn phải hiểu nhau. Thế hai bạn đã hiểu nhau chưa? Có hiểu nhau không? Cũng hiểu. Thế thì một lúc nữa mình sẽ có một cái thử thách để thử xem là cái độ hiểu nhau của hai bạn nhé. Trong suốt cái quãng thời gian mà hai em tập luyện với nhau từ bé đến bây giờ, cũng được coi là một cặp vận động viên chuyên nghiệp của bộ môn khiêu vũ thể thao rồi, và hai bạn cũng có rất là nhiều thành tích. Thì bây giờ để tự nhận xét đi, theo Minh Thanh, cái điểm mạnh của cặp đôi mình để mà mình có được một cái chất riêng so với các cặp đôi khác là gì? Cái điểm nào làm cho em tự tin nhé? Điểm mạnh của đôi em là mỗi khi ra sàn thì rất là máu. Rất là máu lửa đúng không? Rất là cháy đúng không? Thế còn đối với Linh Anh thì sao? Em nghĩ là cả tính riêng của bọn em, tại vì là có rất nhiều các cặp đôi khó để tìm ra được cái cá tính của riêng mình ạ. Nên là cái việc thể hiện ra cái cá tính của mình nó cũng khá là giúp đôi em đi lên. Và mình phải thể hiện được cái cá tính riêng đấy của mình mỗi khi mà mình lên sàn thi đấu đúng không? Mình đã nói về điểm mạnh rồi. Vậy bây giờ để mà mình tự rút ra được một cái điểm hạn chế nào đó của đôi mình mà hai em cảm thấy là hai em sẽ còn phải tiếp tục để khắc phục cái điểm đấy, thì đó là cái yếu tố nào? Em nghĩ là về mặt cơ thể, tại vì là cơ thể của bọn em còn khá là hạn chế để mà làm được các cái động tác kỹ thuật khó. Nghĩa là về ngoại hình, về vóc dáng hay là về cái độ dẻo dai của cơ thể? Cả hai. Cả hai. Đấy là mình tự nhận xét là mình còn thiếu những điểm đó đúng không? Vậy thì để mà mình khắc phục được những cái yếu tố đấy thì hai bạn nghĩ là trong tương lai hai bạn sẽ phải có những cái kế hoạch như thế nào? Khi mà mình đã nhìn ra được cái điểm hạn chế của mình rồi. Mình nghĩ là bọn em sẽ và bọn em đã đang tập luyện thêm các cái môn ở ngoài như kiểu là gym hay là ballet các thứ để bổ trợ đúng không? Vâng. Một trong những yếu tố mà để tạo nên một cặp đôi thành công trong bộ môn khiêu vũ thể thao đấy là sự hiểu nhau giữa hai bạn đúng không? Thế thì bây giờ chương trình Thể thao Sức Sống và Đam mê sẽ mang đến cho hai bạn một thử thách để xem là hai bạn hiểu nhau như thế nào nhé. Bây giờ chị sẽ đọc câu hỏi rất nhanh và hai bạn sẽ cùng lúc ghi đáp án và dơ bảng lên xem có giống nhau không nhé. Câu hỏi đầu tiên, giải đấu đầu tiên mà hai bạn nhảy đôi với nhau. Ghi nhanh. Mình không nhớ thì mình có thể chọn đại một giải nào đấy để xem hai bạn có giống nhau không. Nghĩ có vẻ hơi kỹ nhỉ. Thấy một người tên dài, một người tên ngắn là đã thấy khác nhau rồi đấy. Rồi, 3, 2, 1, dơ bảng. Giải tại thành phố Bắc Ninh, còn của Linh Anh là Hải Phòng. Rồi, câu hỏi đầu tiên sai luôn. Bây giờ mình lục lại trí nhớ một chút là giải đấu đầu tiên hai bạn nhảy với nhau là ở Hải Phòng hay ở Bắc Ninh? Chốt đáp án cuối cùng. Ai là người đúng? Đúng không Thanh? Có đúng là Hải Phòng không? Chắc thế á. Mình thi nhiều quá không nhớ được đúng không? Rồi bây giờ trong nước mình sai rồi này, mình chuyển sang nước ngoài. Giải đấu quốc tế đầu tiên mà hai bạn tham gia ở đâu thôi nhá, mình ghi tên nước thôi là được. Câu này có vẻ đúng này. Rồi, 3, 2, 1, dơ bảng. Rồi, đáp án chính xác, Singapore. Câu hỏi tiếp theo này, kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai bạn trong lúc thi đấu. Mình có thể ghi ngắn gọn thôi. Rồi, Linh Anh rất nhanh. Ồ. Rồi, 3, 2, 1. Ở giải GOC diễn ra ở Đức đúng không? Rồi, bây giờ chị hỏi Linh Anh nhé. Linh Anh có thể chia sẻ về cái kỷ niệm đáng nhớ này của hai bạn không? Tại vì đây là lần đầu bọn em được đi châu Âu để tập huấn và thi đấu luôn. Và giải to nhất bọn em từng tham gia. Giải to nhất, và cái chuyến đi đó kéo dài trong bao lâu? Nửa tháng ạ. Đúng không Thanh? Đúng. Đây có phải cái yếu tố mà khiến cho em nhớ nhất cái giải đấu này không? Có. Kỷ niệm hài hước nhất trong lúc thi đấu. Vừa rồi là đáng nhớ rồi, bây giờ là cái kỷ niệm nào mà khiến các em nhớ lại, mà các em cảm thấy buồn cười nhất, mà không hiểu tại sao lúc đấy mình lại như thế. Rồi, Thanh dơ bảng trước đi. Ồ, câu này chắc chắn là khác nhau. À, hình như giống nha, hình như giống nha. Rồi, đáp án của Minh Thanh và Linh Anh kỷ niệm hài hước nhất đó là rách quần ở giải vô địch quốc gia. Rồi, câu này rách quần thì chắc chắn là của Minh Thanh rồi đúng không? Chị có thể hỏi Minh Thanh là cụ thể là khi mà em bị rách quần ở giải vô địch quốc gia này thì em đã xử lý nó như thế nào? Là trong lúc mình đang nhảy luôn. Vâng. Em chạy ra ngoài em thay quần. Chạy ra ngoài, nghĩa là ở trong sàn là mọi người vẫn đang thi đấu và em chạy ra ngoài em thay quần. Vâng, Linh Anh ở trong sàn thì giơ tay xin dừng. Em chạy ra ngoài xin. Thế xong mình có kịp quay trở lại sàn đấu và tiếp tục bài thi của mình không? Rồi, có vẻ kỷ niệm này là khiến cho hai bạn đáng nhớ nhất này. Câu hỏi tiếp theo, trong số tất cả các điệu nhảy, đâu là điệu nhảy hai bạn yêu thích nhất? Rồi, samba, có vẻ rất hợp nhau đấy. Đâu là điệu nhảy mà các bạn cảm thấy sợ nhất? Không liếc nhá. Rồi, jive. Tại sao lại sợ điệu jive? Hơi mệt ạ. Mệt ạ? Vì nó là điệu cuối cùng trong 5 điệu nhảy đúng không? Rồi, câu hỏi tiếp theo này. Thần tượng trong bộ môn khiêu vũ thể thao của bạn nhảy của các bạn là ai? Nghĩa là Thanh sẽ ghi thần tượng của Linh Anh và Linh Anh sẽ ghi thần tượng trong nước hay ngoài nước? Trong nước hay ngoài nước đều được. Một cái tên thần tượng ai nhất để xem mình hiểu bạn nhảy của mình đến đâu. Câu này khó nha. Bừa đi. Rồi, bây giờ chị kiểm tra đáp án của Minh Thanh trước nhá. Thần tượng của Linh Anh là ai? Elena với cả Lucy. Rồi, xong, cả hai tên đều không đúng đáp án. Rồi, thế còn thần tượng của Minh Thanh là ai? Giang Băng Băng. Ồ, chuẩn nhá. Chứng tỏ là Linh Anh là có sự tìm hiểu về bạn nhảy của mình kỹ hơn. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Sở thích của bạn nhảy của hai bạn là gì? Rồi, Minh Thanh, sở thích của em là gì? Chắc là bia. Bia, chuẩn luôn. Rồi, không nhìn nhá. Sở thích của Linh Anh là gì? Trong những lúc rảnh rỗi. Em nhiều sở thích lắm ạ. Một sở thích thích nhất đi. Thích nhất. Đi chơi ạ. Đi chơi. Em có biết đáp án mà bạn nhảy của em đưa ra là gì không? Là ngủ. Rồi. Thế là Minh Thanh không hiểu bạn nhảy của mình nhá. Câu hỏi tiếp theo. Sở ghét của bạn nhảy của hai bạn là gì? Ghét nhảy với cô ấy. Rồi, Linh Anh, sở ghét của em là gì? Ghét ạ. Kiểu sai bài. Sai bài. Đáp án của Minh Thanh đưa ra là bị làm gãy móng tay. Còn đúng không? Thế này là đã từng bị làm gãy móng tay rồi đúng không? Thế còn sở ghét của Minh Thanh là gì? Em ghét nghe chuyện ma. Chuẩn nhá. Linh Anh rất là hiểu bạn nhảy. Rồi, câu hỏi tiếp tục này. Theo các bạn, cặp vận động viên dance sport nào của Việt Nam mà các bạn cho là nổi tiếng nhất từ trước đến nay? Rồi, ở câu hỏi này thì đáp án của Minh Thanh đưa ra là cặp đôi Phan Hiển, Thu Hương. Và đáp án của Linh Anh đưa ra là Phan Hiển, Khánh Thi. Thì thực ra chúng ta vẫn có một điểm chung, đó là vẫn có cái tên Phan Hiển đúng không? Và mình có thể giải thích cho các quý vị khán giả một chút. Đấy là Phan Hiển thì là một vận động viên khiêu vũ thể thao rất nổi tiếng và đạt được rất nhiều thành tích cho khiêu vũ thể thao Việt Nam. Và Phan Hiển cũng đã trải qua rất nhiều bạn nhảy, trong đó thì có cả hai cái tên là nữ hoàng khiêu vũ thể thao Việt Nam là Khánh Thi và một bạn nhảy hiện tại của Phan Hiển đó chính là Thu Hương. Thì đáp án này mình vẫn có thể coi là một đáp án cũng khá giống nhau đúng không? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Bạn nhảy bạn nhảy của cựu vận động viên Phạm Vương Anh, đội tuyển Hà Nội. Kể tên. Câu hỏi này hơi bất ngờ nhá. Dễ quá đúng không? Rồi, đáp án là Trịnh Hoàng Khải. Câu này thì ai cũng biết đúng không? Rồi, rất là cảm ơn Minh Thanh và Linh Anh. Và trải qua các câu hỏi vui vừa rồi thì chúng ta rút ra một kết luận là Linh Anh có sự tìm hiểu kỹ hơn về Minh Thanh nhá, hiểu hơn. Còn Minh Thanh thì trả lời sai nhiều hơn. Mình đã trải qua cái thời gian tập luyện rất là nhiều, cố gắng nhiều và mình cũng đạt được những cái thành quả rồi. Vậy thì cái mục tiêu tiếp theo mà hai bạn đặt ra để mình tiếp tục cố gắng tập luyện bộ môn này là gì? Mục tiêu trong tương lai gần đi. Minh Thanh, mục tiêu của em là gì? Mục tiêu trong năm nay của em là vô địch thiếu niên quốc gia. Bọn em mới chỉ đứng thứ 3 thôi. Nên là năm nay mục tiêu của bọn em là sẽ lên thứ nhất. Mục tiêu gần nhất của mình chính là đổi màu huy chương đúng không? Chị cũng chúc cho Minh Thanh và Linh Anh năm nay sẽ đạt được cái mục tiêu đó của mình. Và bên cạnh đó là sẽ luôn luôn giữ được cho mình cái lửa đối với bộ môn khiêu vũ thể thao và đạt được những cái mục tiêu xa hơn nữa nhé. Bọn em cảm ơn chị.